Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cần chấn chỉnh tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Các doanh nghiệp ở Sầm Sơn thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện xe điện. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày vào các buổi trưa chiều trên tuyến đường Đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, nhiều xe ô tô tải dừng đỗ hai bên đường gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Đoạn đường Đại lộ Hùng Vương thuộc khu phố 2, phường Quảng Hưng, vào các buổi trưa, nhiều xe ô tô tải trọng lớn dừng đỗ dưới lòng đường, trong khi đoạn đường này lại có gấp khúc nguy hiểm. Việc dừng đỗ xe tràn lan này không những mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Được biết tình trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra nhắc nhở hay xử lý. Học viên sẽ không được tham dự sát hạch cấp giấy phép lái xe trong thời gian 5 năm nếu mang theo điện thoại vào phòng thi khi sát hạch. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đảm bảo các học viên không được mang điện thoại di động, các thiết bị viễn thông vào phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch trong sa hình. Trường hợp học viên cố tình sử dụng các thiết bị này, các trung tâm phải lập biên bản, hủy bỏ kết quả sát hạch và không cho phép học viên tham dự sát hạch trong thời gian 5 năm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau vài năm thực hiện thí điểm xe điện 4 bánh tại thành phố Sơn Sơn, đa số phương tiện xe điện không đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn về đăng ký, đăng kiểm cần phải được thay mới. Thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về lộ trình thay thế xe điện mới đủ tiêu chuẩn, Đến nay, các công ty xe điện ở Sầm Sơn đang khẩn trương thực hiện quy định theo đúng lộ trình đã đề ra. Ngày 9 tháng 3 năm 2018, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành quyết định số 06 về việc quy định tổ chức quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Theo đó, lộ trình thay thế xe điện chưa đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm hoạt động trước ngày thông tư số 86 có hiệu lực, thì sau ngày 31 tháng 12 năm 2019 không được phép hoạt động. Về lộ trình thay thế xe, năm 2018, thay thế 4% số xe của từng đơn vị. Năm 2019 là 60%. Hiện nay, thành phố Sầm Sơn đang chỉ đạo các doanh nghiệp xe điện thực hiện chuyển đổi theo đúng lộ trình quy định. Hiện nay thì Ủy ban thành phố Sầm Sơn đã có văn bản để báo cáo tỉnh về cái thực trạng và khó khăn vướng mắc của cái lộ trình thay thế xe điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Thông qua đấy thì chúng tôi cũng đã làm việc và các công ty xe điện cũng đã cam kết là đến ngày 20 tháng 4 là sẽ thực hiện thay thế hoàn toàn 40%. Và tiếp theo đấy là trong năm 2019 sẽ thay thế 60% xe điện, phương tiện xe điện trên của các công ty. Về phía các doanh nghiệp xe điện và người lao động đã đồng tình với chủ trương của Ủy ban dân tỉnh về lộ trình thay thế xe điện bốn bánh chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn có những băn khoăn, nhất là đối với doanh nghiệp số lượng xe phải thay thế nhiều. Trong cái quá trình mà mà chuyển đổi rồi cái thủ tục để công ty làm thì cũng có nhiều cái khó khăn vướng mắc thì công ty cũng xin đề nghị được các ban ngành trung ương rồi địa phương, tỉnh rồi Thẩm rồi Sơn nó tạo điều kiện cho công ty để công ty được hoàn thiện cái số lượng thay thế và để đảm bảo kinh doanh an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách. Độ trình năm 2019 thì thay 60% xe chưa đủ đăng ký đăng kiểm, thì hiện nay là công ty chúng tôi cũng đang tập trung các nguồn vốn để coi như vậy sau khi hè kết thúc thì chúng tôi tiếp tục coi thay thực hiện đúng theo cái quyết định của 6 đến 31 tháng 12 năm 2019. Toàn bộ công ty những xe chưa đủ đăng ký đăng kiểm là hoàn thành đúng theo cái quy định. Với nguyện vọng của các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi phương tiện, mong rằng các cơ quan chức năng xem xét giải quyết để việc thay thế xe điện 4 bánh chưa đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm được thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban dân tỉnh đã đề ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website truyền hình thanh hóa.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.